Xin chào các bạn khán giả thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trong ngày khởi tranh tuần thi đấu thứ tư trong khuôn khổ giải đấu PMCO SEA LEAGUE 2019. Tuần thi đấu thứ tư đánh dấu khoảng thời gian tròn 1 tháng các tuyển thủ có mặt tại Trung Quốc để tham dự giải, và vấn đề giải quyết thủ tục lưu trú diễn ra trong ngày hôm nay đã trở thành tác nhân gây ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ thi đấu của họ. Quãng đường di chuyển gần 200 km một ngày và chỉ kịp trở về khu vực thi đấu trước 30 phút đã khiến cho 4 đội tuyển ra quân trong ngày hôm nay cực kỳ mệt mỏi. Tuy nhiên thì FFQ lại có sự thay đổi tích cực khi Bucky vẫn mạnh mẽ và toàn đội đã có một kết quả rất đáng hài lòng, điểm qua cả top 5 highlight tuần thứ 3 thì một trong số đó mang tên FFQ. Wants to finish things off here. Can he go for it here? VAT solo. Nice stab here from Stalker. And Stalker against Vee. One on one. Now he's solo. Can he go for it? And Stalker finishes us off. Another one as well. Aura tries to squeeze out there. And he gets three. Can he get another one? Solo. Can he finish him off? But he gets it. Aura and Ace. Now it will be Kitzel. Actually, he's going in with a perfect flank. That will be Luxi down as well. Oh no, but here comes Beekatron! Oh. Hello, hello, the swarm of Beekatron! They've got two! And now they get destroyed! Bucky is there! But looks like he will use the position of the guard here. Gel, Narok getting locked here. Gel getting scouted out from Xiaoboy. He finishes off now. Illuminated Murder. They know everybody's inside there. Aegis runs loud. 2v2 now. Can they pin this off? Nice free fires here. M249 coming in. 30 bullets here. Needs to reload. He's gonna go for it. He gets one! And this will be a game! Oh, Mad Toy got hit! Mad Toy. Mad Toy, you don't want to... Amjon, what are you looking? Amjon gets down. What a nice shot there from Steel 9K. Yeah, it was a nice clipping moment for him. Oh, Mad Toy, you showed your butt and now he gets another. Stu, you are the man of Team Secret right now, but trying to hold it in is Yakuza, waiting for the right moment to just finish Stu off. Oh, he's gonna try to finish off the guys from Illuminate the Murder, but Alexer gets knocked here from the east side here as a... Awning is going to be applying the pressure, and Mad Toy will be finished here from the side of Steel 9K. Illuminate the Murder. They've lost one. They lost two. And Maxis will be out and open. Golden Cat is going to be free shots here. Steel 9K. Oh, he gets another one. Team Secret. Holy smoke. Stu is on fire. Doing a lot of Stu probably, but it's Team 9. Oh, but Stu, he gets countered from Yakuza. Here comes the spray. Will he able to clip him? Yakuza will knock Steel 9K. Round đấu đầu tiên Weekendy xảy ra một pha đột phá của 3 thành viên FFQ vào nơi 4 người phía Purple Mood đang ẩn náu. Và Bucky vẫn dọn cỗ như cách mà anh vẫn thích làm trong hoàn cảnh này. Bucky đang chờ thời cơ, liệu anh ta đẩy vào hay không đẩy? Khi bên phía Team Full Esports họ đang còn 2 người, Jasper đang muốn hy sinh mạng của mình. Bucky vẫn đang chờ thời cơ, bây giờ thì muốn đẩy ra đến vị trí zoom, vậy là Bucky đang cố gắng sinh tồn rồi. Có vẻ những thành viên của bên phía Team FFQ họ hơi vội vàng trong tình huống đánh vào. Bucky chuẩn bị lách vào rồi, Bucky phát hiện ra mọi người đã... quá tuyệt vời. Và FFQ có cho mình 9 kill. Sự giằng co nghẹt thở ở mỗi round đấu sẽ thể hiện ở thời điểm vòng bo thu vào đến hết. Kỹ năng cắn máu là một chuyện, nhưng may mắn vẫn nằm ở chỗ D2-E có tới 10 cái first aid trong người, thừa đủ để anh vượt qua được Goddard của Illuminate the Murder. Tỏi nó phải nằm xuống rồi, Martin ở bên ngoài bo và tiếp tục cắn máu, cùng với đó là vị trí Goddard. Biggestron bắt đầu di chuyển vào giữa bò, D2E tiếp tục cắn máu khúc giữa bò, Biggestron hạ cho mình được mạng Martin và Goddard tiếp tục cắn máu rồi. Đội hình bên phía Biggestron hình như họ đã hết máu. Có vẻ như đây sẽ là một cuộc thi cắn máu giữa các player thôi. D2E đang là người có lợi thế khi anh ta có tới 12 first aid. Và bây giờ thì là cuộc thi cắn máu giữa hai người Thái Lan. Có vẻ như D2E sẽ là người chiến thắng khi anh này có cho mình tới 10 first aid vẫn còn chưa sử dụng. Goddard đã hết first aid rồi và chiến thắng có lẽ sẽ thuộc về các thành viên của bên phía team RQ trắng. Không có một lỗi nào hết, thanh thể lực của cả hai đều đầy và tiếp tục là những nhịp trích máu rồi. Có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về bên phía team RQ. RQ chắc chắn chiến thắng rồi vì anh kia hết máu. Vậy là vị trí của bên phía RQ sẽ có được cho mình top 1 đầu tiên ở trong tuần thi đấu này. Scope to lại còn có giảm thanh. Chopper có ngay 2 mạng knock ở phút thứ 4 của round 2. Rồi, nào, một hit nữa thôi, rất có. Được rồi, Chopper có một pha knock cười thành công. Tiếp tục là một tình huống bắn hay giữa vị trí Chopper với khẩu VSS. Nào, làm đôi. Cuối game, Xavier là đại diện Việt Nam lọt vào top 3 sau khi loại bỏ hoàn toàn các thành viên RQ Athena. Nhưng cú đổ đèo lộ liễu đã khiến cho họ trả giá bằng tính mạng. Jasper của Purple Mood luôn lách sau những thùng hàng cuối cùng cũng vẫn bị Narok tìm ra và tiễn luôn lên bảng. Thế như là Xavier cũng đang cố gắng để bắn trả, đó chính là vị trí của Rabbit. Vâng, ngay lập tức về phía AQ yếu máu rồi và bây giờ thì AQ bị clear hoàn toàn bởi bên phía team Xavier. 3 team 8 player còn sống. Jasper đang bắt đầu đứng ở bên trong, bên phía Narok mình vẫn đang có vị trí quá đẹp. Vâng, trong một cái áp lực mà gần như đã gần bị loại bỏ hoàn toàn rồi thì Narok hiện mình cứu được lại các thành viên của mình và họ đang có được một vị trí thủ rất tốt. Zico đang bị confirm, tiếp tục sẽ là một mạng nữa, đó là vị trí khu vẹt. Và tại sao các thành viên của bên phía team Xavier họ lại nằm lại hết dưới tay của một đội mà suýt nữa đã bị clear rồi. Jasper anh ta đang nấp trong đám khói, bám liên tục vào tới các thành viên của bên phía team Narok hiện mình, một mình Jasper sống làm sao đây. Sau một khoảng thời gian FFQ bị Biggestron gây khó dễ tại khu vực cầu của đảo quân sự, Chopper lúc này chỉ còn lại một mình, quyết định dùng chiêu bài lặn. Người con miền biển Quảng Bình mạnh dạn lặn ngang qua gầm cầu để thoát khỏi tầm nhìn của đối phương từ trên vách núi cao và từ đó sinh tồn tới tận khi nắm lấy được cái top 2 trong ngày. Khát, Illuminated tỉnh ông ngay từ khi mà nhìn thấy đội hình của bên phía Biggestron bắn thì ngay từ góc bên đó nó muốn bóc ra sau lưng vị trí các thành viên bên phía Biggestron. Senior cũng đang di chuyển dần ở bên trong bò. Chopper anh ta đã bị phát hiện ở vị trí rồi, ta đã thấy những tiếng súng nó nổ ra nhưng Chopper vẫn chưa nằm xuống. Và có vẻ như Chopper vẫn còn sống và các thành viên của AQ Athena đã áp sát ở bên trong rồi. Chopper di chuyển lên và Chopper kéo được đến top 2. Một ngày thi đấu thực sự cho thấy các thành viên của FFQ Gaming đã có một cú chuyển mình rất lớn trong thi đấu. Họ một lần nữa giữ lại 3 thành viên để tiến vào trong vòng bó cuối cùng cùng với Ghe phía Box Gaming và chống lại 3 người nữa phía Biggestron. Khi Ghe bị hạ gục, FFQ đẩy lên. Cho dù robot Indonesia chỉ còn lại 2 người thì Bucky lại không xuất thần như những gì anh đã làm được trong nhiều tình huống early game trước đây. Các thành viên thì phải, các thành viên của bên phía team Box Gaming họ còn điểm hy vọng đó là Ghe. Trong khi đó thì Biggestron nó cũng còn 3 người. Còn các thành viên của bên phía team FFQ, Chopper, Fury và Bucky. Trong khi đó thì các thành viên của bên phía team Biggestron đó là Zaxi, Luxi và Natic thì phải. Có vẻ như Zaxi cùng với Luxi đang núp rất nhiều đồ rồi, 4 vớt e rồi. Bây giờ chúng ta đến vớt e rồi, các thành viên của bên phía team FFQ hình như đang không còn nhiều máu nữa. Liên tục là những tình huống mà nhấp nhả tới bên phía team Biggestron cũng như là MFQ. Chopper đang cố gắng bổ sung cho mình thêm thể lực để có thể hồi báo. Rút tên ra rồi, hãy cùng xem liệu quả đây là có chính xác hay không. Fury hạ cũng được Luxi, một pha mở rất tốt của bạn. Ghe đã bị phát điện ra và Ghe dùng chân lại. Có vẻ những thành viên bên phía TPTR họ đang chưa có cách để cứu về đồng đội của mình. Trong khi đó thì MFQ đang tiến lên, vị trí của MFQ đang là cao hơn. Liệu có thể mở cánh thành công hay không? Rất căng thẳng, các thành viên của bên phía TPTR họ đang bị dồn dần vào. Chopper có vị trí cao, chưa thể nhìn thấy đầu của đối phương được. Chopper vẫn đang giữ vị trí rất tốt, Biggestron đang cố gắng cứu nhau thì phải. Các thành viên của bên phía team FFQ họ đang là những người ở cao hơn. Chopper bị bắn gục rồi, Natic vẫn đang lao lên. Rõ ràng việc mà ở vị trí cao hơn đang là bất lợi hơn dành cho bên phía team FFQ. Với một cái địa hình như này có lẽ top 1 sẽ dành cho bên phía team Biggestron rồi. Khi mà họ ở một cái vị trí quá đẹp như thế này, cơ hội dành cho AQ gần như là rất khó. Kết thúc một ngày không có nhiều năng lượng chiến đấu thì đối với VAT, họ không thể hiện được quá nhiều nhưng vẫn đem về 32 điểm. Box Gaming và Xavier Team cùng có được 42 điểm sau sự nỗ lực rất lớn trong một ngày quá dài. Sự tiếc nuối sau nhiều pha bỏ lỡ chắc chắn sẽ để lại cho FFQ nhiều điều đúc rút và sự kỳ vọng tiếp tục mở ra đối với những khán giả Việt Nam khi 80 điểm là một số điểm rất khác biệt mà FFQ đã giành được. Ngày mai, bảng A với BAT sẽ tạm nghỉ và để biết giải đấu sẽ còn những diễn biến gì bất ngờ dành cho người hâm mộ thì xin hãy đừng quên theo chân các đội tuyển của chúng ta tại PMCO SEA LEAGUE 2019 trên channel YouTube của Capture Mobile Việt Nam. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.